chúng ta tuyển dụng như thế nào để mà cho đúng ạ? Lâu nay chúng ta cứ tuyển về là đưa vào dùng thôi, cứ tuyển được à tới phỏng vấn không quá tệ thì đưa vào dùng luôn, đưa vào đào tạo luôn, và sau đấy là các vấn đề phát sinh, đúng không anh chị em? Đưa người về thì chúng ta phải tuyển dụng. Vậy chúng ta tuyển dụng như thế nào để mà cho đúng ạ? Thì thứ nhất thì chúng ta phải có một cái tiêu chí nhân sự. Lâu nay chúng ta cứ tuyển về là đưa vào dùng thôi, cứ tuyển được à tới phỏng vấn không quá tệ thì đưa vào dùng luôn, đưa vào đào tạo luôn, và sau đấy là các vấn đề phát sinh, đúng không anh chị em? Vậy thì chúng ta hãy liệt kê các cái tiêu chí nào mà các bạn cảm nhận đây là cái tiêu chí mà nhân sự khi mà bước vào có được cái tiêu chí này thì các bạn ấy sẽ làm việc tốt. Còn nếu không có tiêu chí thì cứ chọn bừa chọn đại, thì bắt đầu vào là may mắn thì người tốt, mà không may mắn thì tìm nhân sự nó chưa phù hợp, bắt đầu lại xích mích nhau thì rất là mất thời gian. Rồi số 2, sau khi có tiêu chí rồi, chúng ta đăng tuyển từ không biết gì, tức là vào học việc từ zero cho đến khi làm được việc, trở thành nhân viên chính thức, có thể trả lương chính thức, thì mất bao nhiêu tháng đào tạo? Nếu như mà chuẩn thì trung bình là 4 đến 6 tháng, còn bạn nào chậm thì 7 tháng 8 tháng. Ví dụ vậy thì chúng ta tính là từ khi chưa biết gì cho đến khi gọi là giỏi, tức là giỏi mới kiếm ra tiền cho chúng ta được, giỏi mới vận hành cửa hàng. Vậy thì trung bình là mất, ví dụ chúng ta cho là 5 tháng đây nhá. Với 5 tháng này chúng ta thống nhất là ở trên này chúng ta trả mức lương là 3 triệu đi, 3 triệu đến 4 triệu. Vậy thì mọi người này hãy chú ý giúp Bảo này, chúng ta mất 5 tháng đúng không, lương 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Nếu như người giỏi thì có thể nhanh hơn tí, nếu như mà nhân sự bình thường chậm thì có khi là cái số tháng này nó cao hơn. Vậy thì chúng ta phải mất đến 5 tháng sau nhân sự mới đưa vào, mới giúp cho hệ thống phát triển được. Vậy thì điều gì xảy ra này? Thế bảo hỏi, nếu như chúng ta đăng tin tuyển dụng với mức lương 6 triệu thì người tuyển dụng đến nhiều hơn so với cái người này không ạ? Nhiều hơn rất nhiều đúng không? Thế nếu như chúng ta đăng 6 triệu chúng ta đã mất tiền chưa? Khi mà có 6 triệu, có 200, 300 hoặc là 50 nhân sự đến, thì với cái tiêu chí này bạn có dễ dàng tìm ra được một nhân sự giỏi không? Mà khi bạn tìm được một nhân sự giỏi, một nhân sự phù hợp với cái tiêu chí của các bạn, có phải các bạn chỉ mất thêm vài triệu mà gì ạ? À? Mà các bạn có một đội ngũ tốt đúng không? Chưa nói cái chuyện đến đội ngũ nữa, chúng ta vẫn chưa mất tiền. Thì cái lúc này có phải là cái quá trình học việc 5 tháng này nó chia gấp 3, gấp 4 lần đúng không? Có phải nó giảm xuống? Nó giảm xuống còn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đúng không anh chị em? Vậy anh chị em mong muốn nó trả 3 triệu để 5 tháng học việc xong, hay trả 6 triệu người ta có 1 tháng đến 2 tháng người ta học xong? Thì theo anh chị em, khi mà người ta học xong nhanh sớm thì chúng ta đưa vào vận hành được, thì cái biên độ lợi nhuận người ta đưa về cho chúng ta nhiều hơn cái số chênh vênh giữa 3 triệu với 6 triệu không anh chị em? Đây là chúng ta dùng bài toán dùng tiền để mua người, nhưng mà chúng ta đã mất tiền đâu. 6 triệu rồi thì chúng ta vẫn chưa mất đúng không anh chị em? Thì làm hết tháng chúng ta mới trả lương mà, chứ đâu phải là trả lương ngay đăng xong là tuyển dụng xong là thỏa thuận nhé. Anh đảm bảo với em, trong vòng 2 tháng em trở thành nhân viên chính thức, thì trong tháng đầu tiên em cần hoàn thành hết những cái điều này. Tháng thứ 2 em cần hoàn thành hết cái điều này. Và em chỉ cần hoàn thành hết hai cái điều này. Ví dụ bên này gọi là kỹ năng, còn bên này là chuyên môn. Đấy, em tất cả những cái yếu tố về chuyên môn này em đạt được trong tháng thứ nhất. Tất cả kỹ năng này em được trong tháng thứ 2. Qua tháng thứ 3 anh kiểm tra em một bài test, đảm bảo tốt, bán hàng tốt, ok lên lương 15 triệu luôn. Thì nếu như chúng ta trả lương cao, chúng ta đã có tiêu chí, và trong quá trình phỏng vấn chúng ta đã xét lọc được nhân sự chất lượng rồi, thì đến lúc này chúng ta làm việc chúng ta vẫn chưa mất 6 triệu đúng không anh chị em? Vẫn chưa mất 6 triệu mà. Thì bạn ấy biết rằng mình học hết cái yêu cầu này, mình làm hết cái yêu cầu này, một là giúp cho mình nhanh hiểu nghề hơn, giỏi nghề hơn, thứ hai giúp cho mình có nhiều tiền hơn. Vậy theo anh chị em, họ có học không ạ? Học cho họ mà có được tiền thì họ có học không anh chị em? Vậy thì theo anh chị em, trong trường hợp này là cái bạn nhân sự này chủ động học
họ chủ động học để họ có mức lương cao hơn và sau hai lần để họ có danh vọng hơn, hay là trạng thái học đi em, học đi em, học khoảng 3 tháng, 4 tháng chỉ cho làm nhân viên chính thức. Như đến như cuối tháng, ví dụ bạn nhân sự không đạt được điều này thì bạn ấy tự biết à năng lực em chưa đủ. Ok em đạt được 2/3, sếp cho em hoặc là anh cho em chỉ cho em thêm một cơ hội tháng sau. Thì là mình thống nhất là lương 6 triệu nhưng em đạt được 3, chị sẽ trả cho em 4 triệu, em có đồng ý không? Và chị cho em thêm một cơ hội tháng sau. Nếu tháng sau em không học nữa hoặc em không đạt mục tiêu, coi như là gì, chị em mình không hợp nhau. Thế thì theo anh chị em là gì? Họ có qua tháng thứ sau, mình gọi là cho cơ hội nhé, cho cơ hội. Thì theo anh chị em họ có muốn đâu ạ? Vậy họ có bứt phá qua tháng sau không ạ? Còn nếu mà nhân sự vẫn y ạch không chịu học thì thôi, coi như chúng ta đặt tiêu chí nhưng phỏng vấn sai, tìm người mới. Thì chúng ta cũng chỉ mất có 2-3 triệu mà, có mất nhiều đâu.